Rồi, xin chào quý vị, và bạn trở lại với chân Hồng xe hơi. À, video này thì em gửi đến quý anh chị à, giá lăn bánh dự tính và cái mức chi phí trả góp tối thiểu khi mà mình đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe Hyundai Accent, à, đặc biệt là phiên bản 1.4 số tự động bản đặc biệt. À, hiện nay thì à, <laughs> giá bán niêm yết của cái phiên bản bán chạy nhất và phiên bản cao cấp nhất thì đang là 535 triệu đồng à, niêm yết trên toàn quốc. À, giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội thì sẽ là 596 triệu đồng, chúng ta trả góp từ 191 triệu đồng. À, lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh là 586 triệu đồng, à, trả góp từ 180 triệu đồng và lăn bánh tại tỉnh địa phương, giống như ở Bắc Ninh chẳng hạn, Bắc Giang thì uh, sẽ là 566 triệu đồng, trả góp từ 160 triệu đồng. À, lưu lưu ý giúp em thì cái giá trên đã bao gồm thuế trước bạ này, à, đăng ký, đăng kiểm đường bộ bảo hiểm trách nhiệm dân sự tuy nhiên thì chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và với khách hàng mua trả thẳng thì chúng ta có quyền là lựa chọn tùy chọn mua không cần thiết phải cộng vào cái giá xe như này cái thứ hai thì để được có cái giá bán tốt nhất và chính xác nhất tại thời điểm mà quý anh chị đang tham khảo video thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên màn hình để chúng ta được lái thử tư vấn cũng như là được báo giá một cách minh bạch, chính xác và hợp lý nhất. À, quý khách hàng mua xe ở Bắc Ninh anh đang có hộ khẩu ở các tỉnh lân cận, chúng ta có thể tham khảo thêm về giá bán. Ngoài ra thì uh, Hyundai Bắc Ninh thì bọn em thì có địa chỉ tại Lô A, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chúng ta trên trục uh, dọc đường Lê Thái Tổ có rất nhiều showroom xe tại thị trường Bắc Ninh hiện nay. À, gần như các hãng sẽ có đầy đủ xe lái thử của từng mẫu xe riêng đó À, với anh chị mà đang có nhu cầu tìm mua hiểu mua xe trả góp thì à, à, mức vay tối đa dành cho những mẫu xe sedan, xe, xe gia đình trong thời điểm này sẽ là 80% giá trị xe. Tức là chúng ta sẽ chuẩn bị tối thiểu là 20% giá trị xe cộng với uh, chi phí đăng ký đăng kiểm, thuế trước bạ. Bảo hiểm thân vỏ sẽ là bắt buộc trong uh, suốt quá trình vay. Uh, thủ tục hồ sơ thì uh, thường sẽ là bên uh, bán xe bọn em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng thời gian thủ tục thì uh, sẽ làm việc mất khoảng 3 đến 4 ngày không tính ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và lãi suất trung bình hiện nay thì uh, thường sẽ dao động vào khoảng 0,8% trong năm đầu tiên và sẽ thả nổi ở trong năm tiếp theo năm thứ hai uh, một số ngân hàng đặc biệt như là Cihan Bank thì uh, chúng ta có ưu đãi và lãi suất tuy nhiên thì thời điểm này Cihan Bank uh, với khách hàng cá nhân chúng ta bắt buộc phải có lương chuyển khoản nhé chứng minh tài chính cũng khá là khó không sao cái này thì mình có thể tham khảo thêm và tìm hiểu thêm rồi uh, giá bán trên thị khuyến mại lăn bánh dự kiến hay là lái thử thì anh chị đang có nhu cầu mua xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline để bên em có thể báo giá cái bạn zalo báo giá này tư vấn này mình có thể lái thử này đặc biệt những khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang nhé, thì bọn em sẽ hỗ trợ một cách rất nhiệt tình. Rồi uh, video nhanh về Hyundai Accent phiên bản 1.4 số động bản đặc biệt, bản full nhé. Quý uh, anh chị có nhu cầu thì uh, có thể comment ở phía dưới những mẫu xe mình đang mong muốn về giá bán trên khuyến mại hay là bánh dự kiến. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.